Lại tiếp tục, tiếp tục review, review, review Hello, 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 hello Ok, hôm nay em muốn xây dựng bất động sản cho mọi người Vị trí em đang nướng ngày hôm nay là suối tiên nha chị, suối tiên luôn Hiện tại bây giờ là 11 giờ 45 trưa 11 giờ 45 phút trưa Em vẫn còn đứng tiếp tục review cho mọi người Nên cảm thấy video của em hãy cho em một like, một subscribe kênh nha mọi người Ok, em xin chia sẻ là mình để mọi người hình dung rõ hơn về hai thế đất này nhé Hôm nay em bên công ty em nhận về hai lô, có tổng diện tích là mỗi lô là 85 m vuông. À, kéo từ cái ranh này này đó cái ranh này kéo qua này ngang 5 mét hai lô liền kề luôn nha anh chị hai lô liền kề tổng vị trí là 170 trăm bảy mét vuông một trăm bảy mét vuông là là ngang 10 m dài 17 bảy mét nếu quý cô chú anh chị xây dựng một biệt thự nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ xinh xinh tại khu vực này thì quá lý tưởng luôn nên chị nhìn thấy không bên này đối diện của nhà mình nè đó là sẽ có nhà máy thái nè nhà máy thái đang xây dựng nha anh chị nên khu vực này đường ô tô đi vào tận đất nè từ vị trí đây anh chị đi ra đường gò mè chỉ trong vòng bán kính là 5, 350 m thôi và đi ra hương lộ 39 á, con trục đường chính đó, hương lộ 39 trong vòng bán kính là một cây số thôi nha anh chị hướng chính của hai lô đất này là hướng nam hướng nam mỗi lô gia chủ chỉ ra đi giá cực kỳ yêu thương luôn chịu với giá là 699 triệu 699 triệu anh chị có thể sử một lô đất 85 mét vuông full thổ cư À, tại xã suối tiên nếu quý cô chú anh chị có tầm tài chính dư dả đi có thể mua, mua hai lô liền kề ngay đây bán mặt tiền đường như vậy mặt tiền đường này là của nhà nước nên quý cô chú anh chị có thể xây dựng thoải mái luôn à, điện nước thì đi vào tận đất điện đây điện đây điện nước thì đó nói chung nằm ngay khu dân cư hiện hữu rồi nên rất là phù hợp cho quý cô chú an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lợi nhuận mà giá mỗi lô á nói chung là giá vị chi cho mỗi lô hiện tại à, giá tại Suối Tiên là 8 triệu 2 trên 1 mét vuông đường ô tô đi vào toàn đất à, thì em muốn xe duyên cho mọi người hai lô đất này tại xã Suối Tiên đối diện mình là nhà máy Thái đằng sau lưng mình cũng là nhà máy Thái nha chị đường là đường thông thông mọi nơi luôn mọi ngóc ngách luôn à, rất là đẹp luôn Lô đất quá phù hợp cho quý cô chú chị à, Đầu tư xin lợi nhuận đó, thì hãy liên hệ với em Em là Chí Kinh, nhà đất Nha Trang 79 Hai em xin nốt lại là hướng chính của hai lô đất này là hướng Nam Có tổng diện tích là 170m2 Hai lô liền kề ngang 10m nha chị Ngang 10m đường ô tô đi vào tận đất Cách hương lộ 39 là 1,1 cây số một cây số đây à, Những tiện ích xung quanh thì đầy đủ luôn Suối Tiên thì con đường bao đẹp nhất trong các hiệu như Khánh À, ok, thì hãy liên hệ với em, em là Chi Kim Em rất mong muốn đồng hành quý cô chú anh chị trong các thương vụ đầu tư bất động sản tại huyện Diên Khánh Đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa nha anh chị Em xin cảm ơn ạ à. Thank you, thank you, thank you Bye bye, bye bye